đây mình sẽ hướng dẫn chính từng chi tiết cho các bạn mà đối với mà mai ăn mà mặc mà qua đêm dày nè. Trường hợp mà mai ăn dày mà lên đêm chiếc kéo này nó bị bọ mũi kim ngoài á, rồi nó sẽ bị bọ mũi lên 7-8 lớp hoặc 9-10 lớp. Nên mình sẽ hướng dẫn từng chi tiết cho các bạn nha. Các bạn nhìn vào mình. Alo, xin chào tất cả các bạn nha. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn cách chỉnh đối với trường hợp bà mai hàng ốc bát mà chạy hàng dày mà hàng bẻo vải mà chạy kim nhỏ mà không bị bọ mũi kim ngoài này. Đó, trường hợp bị đa số chạy hàng dày nó sẽ bị bọ mũi kim ngoài này. Đó, trường hợp các bạn nên lưu ý đối với các bạn học mới ra trường chưa biết cách khắc phục, bữa nay mình sẽ hướng dẫn nha. Thường mà mai hàng dày đối với máy giấc sổ hay kim 4 chỉ này đó, các bạn nên là phải kiểm tra nè, kiểm tra mỏ móc coi mỏ móc có bị tù không, hay là kiểm tra giá đỡ trước và giá đỡ sau đó, nó có gồm hai cái giá đỡ trước này và giá đỡ sau này. Giá đỡ sau này có tác dụng là ép được dòng chỉ đó. Trường hợp mà mình chỉnh cơ bản chỉnh độ ngon móc chỉnh của nó tầm 4 ly mà chỉnh không hở không đá mà vẫn còn bị bọ mũi đó, bữa nay mình sẽ hướng dẫn chỉ mèo cho các bạn ha. Đó, trường hợp mà các bạn mà chỉnh nó ưa bị bọ mũi kim ngoài này là các bạn là phải ăn gian móc đó, ăn gian các phần này nè đó, ăn gian các phần co mình giờ mở lỏng ra đó, mở lỏng ra mình nâng cái đế móc này lên tí cho nó tầm cỡ 1 ly đó, mình nâng cái đế móc này nha. Đó, các bạn lưu ý trước khi mà mình nâng cái đế móc này là các bạn phải để cái mặt nguyệt vô, các bạn phải để cái mặt nguyệt vô trước nha. Đó, yếm cái mặt nguyệt coi móc coi có đụng với cái mặt nguyệt không. Đó, mình lên tầm có 1 ly thôi, cái đó là mình chỉnh mẹo ăn gian nó cho nó rút được chỉnh chỉ lên nha các bạn. Đó thì mình cứ chỉnh của nó là độ ngón móc tầm có 4 ly, còn mình ăn gian móc lên cho kim nó bắt sớm lên, đựng thòng lọng cho nó nở ra cho nó đều đó. Trường hợp đó đối với mà mặt hàng mai là các bạn phải chỉnh giá đỡ, không được hở và không được đá đó, không được hở kim và không được đá kim luôn. Còn cái giá đỡ này là mình lắp vô đó, giá đỡ này có tác dụng là ép được dòng chỉ, nó cũng phải chỉnh cho nó không được hở và không được đá luôn đó. Trường hợp mà nó ưa bị bọ mũi kim ngoài này là các bạn cứ áp dụng theo nha đó, mình ăn gian để móc lên là cực kỳ hiệu quả nha. Đó, đối với mà mai hàng dày á đó, giả sử kim ngoài này mà mình ép nhiều quá nó sẽ bị cong kim đó, rồi mình chỉnh đầu hở bằng không đó,